Xin chào cả nhà có khỏe không? Hello, Tài Kê Ho. Cảm ơn cả nhà đã đến với kênh Susan Cookbook. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà món cà ri mà mình đã nấu theo kiểu Tàu và Việt, rất là ngon và rất là dễ làm. Himo Tài Kê Utigashi Kang Lai Thoại Hòa Johnny Pukali. Kiểu cà ri này nửa Tàu nửa Việt, cho nên mình sẽ là có nói một phần tiếng Hoa, tiếng Tiều. Đây là những vật dụng để dùng nấu cà ri. Chỉ có xì mẹ liều bù cà ri. Mình sẽ cắt 4 phao cánh gà, mỗi cánh gà cắt làm đôi. Nhưng tùy các bạn có thể nấu theo những thịt gà nào các bạn thích. Xì bao coi xích, chỉ coi xích trội cho nó, trội hoa băng tỏ cải toán hoa. Đây là những vật dụng dùng để ướp gà, bột cà ri, xả bầm, bột gà, tỏi, muối và tương đỏ cà ri. Bột cà ri mình dùng hôm nay là bột cà ri cay, mà nếu các bạn không muốn ăn cay thì mình có thể mua cái loại không cay. Và mình dùng khoảng 2 muỗng canh. Cà ri hung kỳ nhí qua ăn sẽ hiếm cài dù qua lưu bỏi chả hiếm lưu bỏi hoặc khoảng bò hiếm. Và xả bầm cũng vậy, xả này có ớt. Nếu bạn không thích ăn ớt thì bạn mua cái loại không ớt và cũng khoảng 2 muỗng canh. Chỉ gài xì hèm hương, hèm hương à xì ủ hèm chưa, dù quả lưu bỏi chả hèm lưu à xì bỏi hư khoảng bỏ hèm. Và đây là bột gà, mình dùng loại bột gà này thay thế cho bột mì tinh, bột ngọt. Có anh chỉ gài coi chanh quá bò anh bị chanh. Mình dùng 2 tép tỏi, mình bầm nhỏ. Sưng thao nọ khao, tóc sợi, muối 1 muỗng canh, yếm chịch theo kè, tương đỏ cà ri 2 muỗng canh, cà ri ăn chữa, nọ theo kè. Tất cả những vật liệu cho vô tô gà trộn đều ướp khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Trong bố mẹ liều, năng treo lọ coi nê khó lào, chăm tộp. Qua đem trên cao dịch đem trên ảo ra lại bu. Khoai tây khoảng 2 củ lớn, gọt vỏ và cắt khúc, đừng cắt nhỏ quá. Sai chứ năng kéo nó cái tòa dù quả bò năng thì nó xa cái sỏi ở dưới ho. Mùa phôi đều phôi ho năng chọi mai hạ sỏi. Dù quả năng chọi hạ sỏi năng bùi phỏa cơ. Gừng một củ nhỏ gọt vỏ, cắt từng lát. Kia chịch khảo kia, khảo tèo phê trội sỏi. Mình dùng củ hành tím, mà nếu các bạn không có củ hành tím, các bạn cũng có thể dùng củ hành trắng hoặc củ hành vàng. Sau khi mình lột vỏ, củ hành lớn mình sẽ cắt làm tư, mình cho vào lò nướng, nướng với nhiệt độ 375. Khoảng 10 cho tới 15 phút cho khi bạn thấy màu vàng nâu là được. Cà tím khoảng 2 cái, mình chỉ rửa sạch cắt 2 đầu và cắt làm 3 khúc. Lạc xô nâng bội xong to quê, mình trội theo nó cái thao, ho nâng trội xanh xa cỏ. Bây giờ mình đi chiên khoai và cà tím, cho khoảng 1 muỗng canh dầu vào chảo và lửa cao chiên cho đến khoai và cà tím vàng là được, không cần phải chín. Hẹn trái năng cài xì cư lọ xài sư cà lạc sô khui tòa huê lọ trịch theo kê yêu lọ tia lọ cao ưng chiều hò miệng sách. Bây giờ mình cần phải nấu thịt gà đã ướp, nhưng trước tiên mình phải nấu 5 cốc nước sôi. Sau đó mình cho 1 muỗng canh dầu vào một nồi lớn dặn lửa cao, cho 2 tép tỏi bằm, phi cho đến tỏi vàng, xào thịt cho đến thịt săn. Mình đổ nước sôi vô tô trước khi mình đổ vô nồi. Cho củ hành nướng, xả, gừng vào, nấu cho sôi. Lò hèm hướng tòa trang các kia phù hồi cung. Sau khi sôi, bạn cho cà tím và khoai tây vào, dặn lửa nhỏ đậy lại khoảng 10 phút. Vì mình nấu bằng cánh gà cho nên mình không cần thời gian dài. Nếu mà bạn nấu bằng đùi gà hoặc gà nguyên con, bạn sẽ cho thời gian dài hơn.
Cuối cùng bạn cho nước dừa và dặn lửa thật là nhỏ, đừng có cho lửa lớn. Trời áo lọ gia chí ní, dù quả lưu chạm ẩm tiểu gia chí ní đi miệng lọ. Lọ gia chí ní ho dù cả hơi sỏi. Bù gây chập hung trên, dặn áo khỏe chạy tù, tụ có chư thổi ôi sách bùi, chịu ho. Ok, bây giờ mình đi coi cà ri của mình chín chưa nha, ăn được chưa nha. Mình nghĩ được rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ăn với mì. Và với lại đáng lẽ mình phải có dầu quế, mà tại vì mùa này kiếm dầu quế không có, mình chỉ có được chân đẩy rau, cây nhà lá vườn. Hy vọng các bạn thích nấu được. Mà nếu như các bạn nấu không được, có những gì các bạn cần hỏi thì cho mình cái comment. Và nếu các bạn thích thì hãy cho mình một like and subscribe cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Wow, trái cà bì chín phẳng. Năng lại thôi, khỏi lần trả tiêu. Thì chỉ bị mẹ tiêu kim bú khoảng. Tiêu chín hò, tăng sĩ chỉ là xì hào. Ai chuệ kim bú khoảng bởi hạ gọi. Cho ý, quả lì ủ tàu ghê các bộ hò, à xì hò. Hi mò tài kê, bùa tiêu, ai hi hoa. Dù qua ổ miếng là mừng tối, dù xa cái khăn mình hồ ế hồ ở chai. Dù qua ổ hí hoa, so pi hồ ở cái like and subscribe. Chào xa tại kê. Bye bye.